Đây, các bạn biết đây là đâu không? Cái đường Nguyễn Sinh Sắc và trước cổng Ủy ban Nhân dân thành phố. Đêm giờ đây cũng vui nè, tưng bừng luôn. Từ trước tới nay nha các bạn, hiện đại nhất, đẹp nhất, nhưng mà sân khấu là những cái cánh hoa hồng ghép lại đó, các bạn thấy đó ha, chứ phải đơn giản đâu. Đó, nhà thiết kế của cái công ty giải trí ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Clip này là mình thích lắm, tại vì có pháo hoa. Mà đêm nay mình may rồi đó, may mắn rồi đó. Mình không có nghĩ là có pháo hoa, nhưng tự động mà tới đây có pháo hoa, vui lắm. Đây, người dân nè. Quá trời. Không biết người khắp thập phương từ đâu về mà đông thành phố Sa Đéc. Quá đông. Ca sĩ nói vài tiếng cảm nhận cái đêm nay như thế nào đấy. Người dân đi rất là đông. Đúng rồi. Đặc biệt là không có bị kẹt xe. Mọi người đều chạy cũng tuân thủ. Quá trời đẹp. Hàng quán cái này à, xích xa lưng ai cũng hân hoan nói cười vui vẻ chen nhau cái này các bạn. Chen nhau như thế này nè đó, đèn hoa nè.
xà phép thật duyên của mình. Tối mai là ngày 31, à chỉ là tối ngày 1, tối ngày 1 á, 1 tháng 1, tức là tối 1 tháng 1 2024 á, có hát bài xà phép thật duyên của mình đó các bạn, ở tại sân khấu lớn luôn, do ca sĩ Tường Vi của tỉnh Đồng Tháp biểu diễn, có múa minh họa rất là hoành tráng. Và các bạn có điều kiện thì cứ đến tại công viên Sa Đéc tối ngày 1 tháng 1 mà thi thời trang đó, biểu diễn trong cái đêm đèn, gọi là đèn kết hoa, đèn hoa, đèn kết hoa. Đây bán kiển, trưng bày kiển ở của các cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng như là Đông Nam Bộ rồi miền Trung luôn, ví dụ như Khánh Hòa là thuộc miền Trung rồi đó, thành phố Cần Thơ, nói chung là rất là nhiều tỉnh thành đến đây. Quán karaoke Pha Lê lung linh luôn. Mình có quay cái đường này rồi nên bây giờ chỉ nhìn tổng quan như thế này nha các bạn, nãy thì bên kia, bây giờ thì bên đây. Bạn nào ở xa mà các bạn coi được cái clip này á, thì có điều kiện thì các bạn hãy đến thành phố Sa Đéc một lần nha, để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của một thành phố hoa mà năm nay là rất là hoành tráng khi tổ chức festival hoa thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đăng cai đặt tại thành phố Sa Đéc. Rồi, chúc các bạn ngủ ngon nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.